ghi nhận tại vỉa hè tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Đặng Tất dài gần 1 km, có sự xuất hiện của những cụm cọc sắt khá nguy hiểm cho người đi đường. Mỗi cụm gồm 8 cọc bu lông sắt nhô thẳng lên so với mặt đường khoảng 20cm, thường dùng để giữ chân các trụ điện. Điều đáng nói là các cọc sắt này không được che đậy cũng như không có cắm các biển cảnh báo, nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách đi dạo. Đặc biệt vào ban đêm, đã có nhiều du khách bị ngã, gây thương tích khi vấp vào các cụm cọc sắt. Vì vậy, quý khán giả mua gì ở đâu nên lưu ý, hạn chế di chuyển qua tuyến đường này vào ban đêm.